ក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អន្តរជាតិពលកកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីលើកទី19នៅក្នុងប្រទេសចិនលីប្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រតិភូកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាដែលមានឯកឧត្តមយីវាសនាអគ្គលេខាធិការជាប្រធានដឹកនាំទីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមវិញម្ដង ថ្លែងឲ្យដឹងនាយកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឯកឧត្តមយីវាសនាបានបង្ហាញនៅក្តីរំពឹងខ្ពស់ចំពោះអត្តពលិកដែលមានពិការភាពរបស់កម្ពុជាថាអាចនឹងដណ្ដើមបានមេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអាស៊ីនេះព្រោះកន្លងមកកម្ពុជាតែងតែបានឈ្នះមេដាយមិនដែលខកខាននោះឡើយ នៅក្នុងចំណោមកីឡាចំនួន6ប្រភេទដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងនេះអគ្គលេខាប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាបានដាក់ក្តីរំពឹងខ្លាំងនៅក្នុងការឈ្នះមេដាយពីក្រុមកីឡាករនីបាល់បោះរទេសពីព្រោះក្រុមនេះធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកពីសម័យកាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនាពេលកន្លងមកចង្ហាយឥឡូវនេះយើងទៅ6ប្រភេទកីឡាដែលការជាការជ្រើសរើសឲ្យ6ប្រភេទកីឡានេះសូមជម្រាបជូន
trong bán bó rửa tên này riêng hay bán bó rửa tên này riêng ấy dương khơi hái ta quạt lo bàn từ tua mày đay miết mày đay prạ hai bệnh dễ tới mày đay miết pi chân non pi chân non á pi chân năm pi pon một phay tí có mày đay miết pi pon một phay bấy dương thôi một chắp thế à diễn para ghế có quạt từ tua bàn mày đay miết cứ cà và cuốn bấy tua bấy tại pram tua pram quạt bàn mày đay prạ chẳng cà rụng bưng tục bao dương quốc cứ crom này ri đại chỉ crom miền quân ở vút ấy ai chiến tập đo miền mệt đại miền mệt đại chẳng dừng đụng bưng tung qua mà nè crom cây la từng ó crom phê từng ó từ từ miền mệt đại và đây miền mệt đại của bên này coi dừng mình ai tu ti bán của ni chỉ khnát e dễ thùng này thùng chiên à diễn dưới đập mùi bờ tê bà lớn ní khi ông có chơi cá này xong chỉ biết chút này dừng cầm phong ta bình to phơi đi ở ấm ban đây thà chốt một prat tập phú hay bờ tê mùi chấm nuôn đại ban chốt mùi rồi hai cứ miền chấm nuôn sai sắp bay bật tê hồi không lúc một phê tình dưa xa đã đắc ôi bà quốc là diễn à dí bà ra game lực tì buôn ấy cứ miền mà phê cây lá hồi bà kết tấu chìa vì dưa xa bà hai chìa pram rồi học sắp của mùi vì dưa xa bà phê cây lá theo của mùi đại dương tư tranh bà quốc à dí bà ra game lực tì buôn ấy cứ miền à tạc bộ là cám hai tức bà vì con khí lờ tóc vì sấy bà bỏ rồi tết nề rí nâng bà tàng côi bỏ rõ hay bà tàng côi bỏ rõ đấy có chỉ cái đây đồng bưng tục thống mà phụ quát chìa chương ai thọp cho rùm chương ai khát bị phục lô trai hơi hay quát thọp bán mẹ đại miết ai bê dương bà cút à diễn bà ra game lưng đất tì đập phi đề cam chìa dương thơm chạp tía quát bán mẹ đại xâm rần anh chắn trong cơ sông chùm điểm chung tha dương miên cái đây đồng bưng tục tàng phục hết kể lá tàng phục mũi đi dàng hầu nát cứ cam bị chìa bán cho rùm không niêm chia bờ tê muối miền mộc miền mọt sông nào bản đảo bờ tê đã tây tiết phơi ao kết từ sáp kết từ niêm bao bờ tê chứ ban là bay là bán hơi mà giang tiết cứ ca cờ rúp sức mà nu cứ bị sách cứ bờ tê cam bị chia dương miền ca vô chất đặc khu từ lơ bóng ôn chôn miền bị ca đập hiệp chẳng bóng ôn chôn bị ca miền bị ca hiệp đấy ba chập bán cứ miền mộc miền mọt nơi cướp thì cả lại từng ó nơi không sừng cung cái đây cả đôi chia ca châu luôn bậc cuốn ca cho rùm sản xuất ca cho rùm cách chung xem thiết chỉ khả năng ổn chết tại tâm là dạng cái lá Paralympic này cứ nòm bọn ổn chung vì ca dưỡng nơi bởi tế Campuchia tự canh bị phục hàng cao canh tại dô đắng dưỡng có dô đắng kê có dô đắng bàn bọt là sao riêng riêng khuôn hỡi quá làm bí Campuchia cho bạn thà Campuchia nơi tì nà bà hai Campuchia miên kê tử sáp kê tử niêm dạng nà chân Campuchia là bay là bài đáy tâm dạng cao bởi cốt cái lá này tại dạng bàn bề đáy miết rắc nâng xâm rất chia phần trăm ở đại khan សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអតពលិកពិការភាពរបស់កម្ពុជាបានចាក់ចេញទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសចិននិងធ្វើពិធីគោរពទង់ជាតិបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្របចំនួន41ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី ដើម្បីបង្ហាញពីវត្តមានការចូលរួមជាផ្លូវការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជួនពិការដ៏ធំរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដូចគ្នានឹងកីឡាអាស៊ីផងដែរសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីប៉ារ៉ាហ្គេមនេះម្ចាស់ផ្ទះចិនបានរៀបចំជាលើកទី4ហើយនាឆ្នាំ2021ដោយមាន22ប្រភេទកីឡាស្មើនឹង566វិញ្ញាសាដាក់អត្តពលិក មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមមេដាយ